Cây bút ký viết trên 100 triệu được làm từ vàng nguyên khối chế tác ra, hao 750, 18K. Cây bút này được khách hàng của Kỳ Lân đặt, mình có thể là đưa tên hoặc là biểu tượng logo công ty hoặc là biểu tượng tình yêu hay là bất kỳ cái sự kỷ niệm nào lên trên cây bút này, thì Kỳ Lân sẽ đưa những thông điệp đó của quý khách vào cây bút này. Và hiện tại vì lý do bảo mật cho khách hàng nên Kỳ Lân che hai cái chữ đằng sau là cái chữ lót và cái tên, Kỳ Lân chỉ để cái họ Nguyễn thôi. Toàn bộ trọng lượng cho cây bút bằng vàng này là gần một lượng vàng, và đó là vàng ao 750 18K được chế tác từ vàng nguyên khối. Và bây giờ chúng ta đi đến chức năng, cách sử dụng. Đây là cây bút đặc biệt bản option nhiều nhất, cao nhất. Cây này là trên 300 triệu với full option từ kim cương full vô ren nắp bút, full kim cương trên quay cài bút, có kim cương tròn to ở dưới phần đáy của thân cây bút và viên kim cương tròn to trên phần trên của nắp bút. Và đặc biệt cây bút này có thêm một option nữa là con rồng, nguyên con rồng 3D chạy trên phần nắp bút full option. Và toàn bộ vàng, trọng lượng vàng của chiếc bút này là trên 1 lượng 6, và cái bút này là bản cao nhất, option nhiều nhất. Chức năng dùng thì rút nắp bút ra và mình viết, cũng như là cài nắp bút vào phần thân. Còn đối với phiên bản này thì đơn giản hơn, gọn hơn, mình không cần rút nắp, mình chỉ việc xoay là ngòi bút sẽ trồi ra, xoay ngược lại là ngòi bút sẽ thụt vô. Và toàn bộ từng phần quay bút, tất cả chi tiết vàng này đều là vàng nguyên khối. Và đây là bản vàng hồng. Ở clip trước Kỳ Lân có làm bản là vàng trắng kết hợp với vàng chanh, và sắp tới có bản vàng trắng kết hợp với vàng hồng. Thì ba phiên bản màu sắc này là như nhau và có thêm những option riêng nữa. Ví dụ như quý khách muốn Kỳ Lân làm một viên kim cương to, to như viên kim cương này vào đây, hoặc là cái ren này có thể đến full kim cương như vậy, hoặc là mình có thể đính full kim cương lên trên phần quay gậy bút này cũng được. Những option chi phí sẽ cao hơn. Và quý khách có nhu cầu khắc tên mình lên, đưa tên mình lên, nổi lên, đính kim cương lên, hoặc là đưa hình con giáp, biểu tượng logo công ty hay bất cứ cái gì để em làm thành cái bút riêng và độc bản độc quyền cho mình, và mang dấu ấn dấu hiệu của mình và cá nhân hóa sản phẩm của mình theo yêu cầu, thì Kỳ Lân sẽ là người thực hiện sản phẩm đó hoàn hảo, hoàn mỹ và hoàn chỉnh nhất để bàn giao cho quý khách. Vâng, và như vậy video clip giới thiệu về chiếc bút bằng vàng nguyên khối của Kỳ Lân Luxury đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công nhé. Và hãy gọi trực tiếp cho Kỳ Lân hoặc kết nối qua Zalo số 0901247247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Hãy follow Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem những video hay nhất, những sản phẩm mới nhất tại đây. Kỳ Lân Luxury chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân hotline 0901 247 247. Sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.